Kỳ Duyên, 10 năm vẫn giấu nghề, hai lần thi hoa hậu vẫn chưa chịu bung skill. Màn sải bước hùng hục như đi bắt ghen tại Miss Universe Việt Nam 2024. Netizen ngỡ ngàng trước khả năng catwalk cứng đơ của Kỳ Duyên. Tiếng Anh bập bẹ còn thua Hương Ly làm dân tình tự hỏi 10 năm qua Kỳ Duyên làm gì. Skill tiếng Pháp cũng bay biến hay vẫn đang giấu nghề. Hello Jasmine. 10 years ago, I was the winner Miss Vietnam 2014. Từng được fan beauty dần dần đòi up crown. Nay Kỳ Duyên gây thất vọng vì chẳng khác nào mới chân ướt chân ráo đi thi. Miss Universe Việt Nam năm nay thêm phần gay cấn khi ngoài dàn thí sinh mới, còn thu hút thêm rất nhiều ngôi sao tham dự như Phí Phương Anh, Kỳ Duyên, Hà Kino, Emily. Đây đều là những gương mặt nổi đình nổi đám, sở hữu cả nhan sắc lẫn vóc dáng hoàn hảo, là ứng cử viên vô cùng nặng ký cho chiếc vương miện 24 triệu đồng năm nay. Nổi bật hơn cả trong dàn celeb đi thi Miss Universe Việt Nam 2024 là Kỳ Duyên. Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, từng chạm đến ngôi vị cao nhất nên vừa xuất hiện tại cuộc thi, nhiều người đã phải tỏ ra tò mò. Không ít khán giả nghĩ Kỳ Duyên tới đây để làm giám khảo hoặc huấn luyện viên, nhưng không, cô tới với tư cách là một thí sinh, muốn chinh phục vương miện của Miss Universe Việt Nam. Rõ ràng, với ngôi vị cao nhất từ 10 năm trước, lại thêm quãng thời gian rất dài lăn lộn trong nghề và sở hữu lượng fan hùng hậu thì Kỳ Duyên vừa xuất hiện đã được dân tình dần dần đòi trao vương miện. Song, coi tập đầu tiên của show Miss Universe Việt Nam 2024 mới thấy, hóa ra Kỳ Duyên cũng chưa chắc là người đạt được vương miện, bởi cách đi đứng lẫn khả năng ứng xử và khả năng tiếng Anh của cô đều còn thiếu sót rất nhiều. Vừa đặt chân lên sàn catwalk để đi về phía ban giám khảo, Kỳ Duyên đã khiến mọi người trầm trồ vì quá đẹp. Riêng Hương Giang còn có màn tâng nhan sắc của nàng hậu lên mây xanh khi có một tiểu phẩm nho nhỏ. Không rõ các giám khảo ngồi đó thấy sao, chứ người xem qua màn hình lại có một cảm nhận rất khác, đó là cách catwalk đầy bất ổn của Kỳ Duyên. Đành rằng Kỳ Duyên rất đẹp, gương mặt thu hút hơn hẳn so với 10 năm trước, body cũng vô cùng ấn tượng, song khả năng sải bước của cô trên sàn runway lại làm nhiều người phải tranh cãi. Bước đi chắc chắn, đầy khí thế nhưng cứng đơ, cảm giác hùng hục như đi bắt ghen chứ chẳng phải đang trình diễn như một hoa hậu. Nhiều cư dân mạng góp ý cho Kỳ Duyên, cho rằng cô đang đi thi hoa hậu thì nên mềm mại, thả lỏng hơn một chút. Mà kể cả là catwalk show thời trang cũng chẳng ai cứng và đô như vậy. Ngoài phần catwalk, Kỳ Duyên cũng khiến người xem lo lắng dùm bởi màn flex tiếng Anh đáng thất vọng. Nếu so ra thì trình tiếng Anh của Kỳ Duyên đang bị tụt lại khá nhiều, thậm chí tệ hơn cả giám đốc quốc gia kiêm Á hậu Hương Ly. Một số cư dân mạng chợt nhớ Kỳ Duyên năm xưa còn theo học tiếng Pháp, sau 10 năm chắc cũng học xong rồi. Vậy cớ gì nàng hậu lại không mang skill tiếng Pháp ra khẳng định mình một chút? Hai 10 năm đã qua, Kỳ Duyên cũng đã quên tiếng Pháp như quên tiếng Anh rồi chăng? Trước những lời góp ý của cư dân mạng, fan của Kỳ Duyên dần dần lên tiếng bênh vực idol. Họ cho rằng nàng hậu đã lăn lộn nhiều năm trong showbiz, nên có thể đang cố gắng giấu nghề và chưa bung skill ra vội. 10 năm hoạt động với đủ loại ồn ào, hai lần đi thi hoa hậu nhưng vẫn che này giấu kia, không biết Kỳ Duyên định để đến khi nào mới bung hết sức mình. Chứ cứ như thế này thì crown thuộc về người khác là xứng đáng, còn Kỳ Duyên cũng trở thành nỗi thất vọng đối với khán giả.